bán giao xe Ben 2 cầu dầu Volvo siêu chắc 8,61 tấn hay 8,6 tấn 2 cầu về Phú Thọ có tài nhá. Thì đây là một chiếc xe mà Hoàng chuẩn bị giao cho quý công ty Phú Thọ vào ngay tháng Ngâu này. Bây giờ mới gọi là mùng 2, mùng 3 tháng Ngâu thôi. Đấy, mà quý công ty có vẻ là đang cần, rất là cần xe. Đấy, các bác tài có thể thấy là vào tháng Ngâu này thì xe đang rất là rẻ, thì công ty đã tranh thủ để lấy xe vào dịp giá xe rẻ nhất. Hiện tại xe này đang có giá là 810 triệu nhá, 810 triệu. Và xe được trang bị loại cầu dầu số 2 tầng luôn, cầu sau là tải trọng 16 tấn. Đây, đây là cầu sau có tài nhá. Cầu này là cầu của FAD, cầu FAD, cầu dầu với phanh hơi lốc kê hai bên, có phanh hơi lốc kê rất là to. Kia là phụ của xe. Đây, Hoàng phóng to nhé, phóng to cho các tài xem cái phụ này. Đây là phụ của xe, phụ này là phụ phụ thứ hai, có một cái phụ nữa, một cái phụ nữa ở đằng phụ thứ nhất đằng sau cái sổ chính kia. Phụ này phụ dòng phụ tam giác tải trọng là 13 tấn. Đấy, nên là về khung gầm hiện tại của xe này thì các tài chở gỗ keo thì lấy hay là chạy mỏ lấy về thì cũng không phải độ thêm gì cả, kể cả cái phần nhíp lá này. Đây là phần nhíp lá nhá, nhíp chính của xe là có 12 lá, 12 lá dài 15 ly, 12 lá và có thêm một cái này nữa để mà nâng cao cái chiều cao này của xe lên, dài bắc nhiều bác tài gọi là cục sắt đấy. Ở đây tổng phụ thì có 8 lá dài 13 ly, tổng nhíp lá ở đây chúng ta có 20 lá riêng bộ nhíp nhá, bộ nhíp rất là uy tín luôn. Đây là cầu này, phụ này, khung gầm của hổ vồ kết hợp với củ long. Sassi của dòng này là dòng sassi hai lớp nhá, dòng sassi hai lớp mang đặc trưng của củ long luôn, nên là cái sassi của dòng trên dòng xe hổ vồ này được công tài rất là tin tưởng luôn. Lớp ngoài là dài 8, lớp trong là dài 5, tổng là dài 13 ly có tài nhá, hai lớp để sassi chính nhá. Thùng của xe thì thùng này là có thể tích thùng là 7 khối, 6 khối 9, em Hoàng làm tròn lên 7 khối. Chiều dài thùng là 4m03, rộng là 2m27. Cao của thùng này là cao là 75 phân có tài nhá, 75 phân tính đến phần này thôi. Và dự kiến sắp tới thì cái bản mới ra đời 24 thì cái thùng này sẽ khác, thùng sẽ khác có tài nhá, sẽ thành thùng vuông. Đấy, xe này đời 22 nhưng mà lắp ráp 2024 nên là những cái phần chi tiết này này là đã đổi thành phần nhôm kim rồi. Đây là cái bình khí nén nhá, hai bình khí nén. Em Hoàng quay vào cầu trước. Thì xe được trang bị loại lốp là 1100-20 với đường kính Meyer. Đường kính Meyer đây, đây là cái Meyer này. Meyer là 30 nhá, đường kính Meyer là 30. Otake là 10 Otake. Xe này đời 22 nhưng mà mới lắp ráp thôi nên rất là mới. Bác tài nào muốn lấy xe lô lắp ráp mới nhất cứ alo cho em Hoàng nhá. Em Hoàng về nhà máy em Hoàng lấy cho một lô mới luôn. Xe này thì bác tài đặt cách đây nửa tháng rồi. Em Hoàng lấy về bãi được nửa tháng rồi. Cầu trước này có tải trọng là 13 tấn các bác tài nha. Cầu này là cầu 13 tấn nhưng theo thông số của nhà máy là 6 tấn rưỡi. Đấy, nên là em Hoàng thấy nhiều bác thắc mắc là cái cầu này là cầu 6 tấn rưỡi hay là 13 tấn. Chỗ thì bảo này, chỗ này bảo kia thì em Hoàng đấy đính chính cho các bác tài nhá. Cái phần này là cái phần bác tài rất là quan tâm này. Nó sẽ nhỏ hơn nhá. Cái này nó sẽ nhỏ hơn con Tàn 45 cũ. Đấy, nhưng mà cầu này thì tải trọng to hơn nên là đi rừng vẫn là ok. Ở đời mới thì có thêm cái bảo vệ két nước làm mát. Đây, bảo vệ két nước làm mát nhá. Đây là két nước này. Còn đây là cái điều hòa nhá. Cái điều hòa của nhà máy thì nó sẽ nằm ở đây này. Đây, điều hòa nhà máy nó sẽ lắp ở đây này. Đây là dàn nóng, ở trong là dàn lạnh. Xe đang được tặng sẵn điều hòa nhá. Nhíp lá phía trước này thì là loại nhíp lá là dày 13 ly. Đấy, dày 13 ly, 9 lá nhíp. Thế cầu trước này thì nó chịu tải rất là nhiều nhưng được cái cầu to nên là xe này đang bán rất là chạy nhá. Động cơ của xe thì được trang bị loại động cơ là 165 mã lực. Đây, em Hoàng quay cận cảnh cái động cơ này cho các tài xem. Đây là động cơ 165 mã lực 4 máy nhá của Weichai. Hiện tại đang là động cơ có công suất lớn nhất dòng phân khúc hai chân luôn. Đấy, và dự kiến là dòng thay thế dòng chuẩn bị ra thì là cái mẫu chuẩn bị ra của Volvo này này. Cái động cơ ấy, nó sẽ nhỏ hơn con này nhá, nên bác tài tranh thủ lấy xe này thì còn kịp nhá. Đó, 250 triệu có xe. Đấy, nhưng mà quý công ty này thì đã trả thẳng rồi.
công ty đã trả thẳng 810 triệu lấy xe về luôn. Thì em Hà là chiều nay là sẽ đánh xe lên tận nơi để giao cho khuyến tài. Đấy thì hiện tại trong tháng ngâu này thì xe này đang được hỗ trợ thêm cái cam hành trình nhá. Em Hà tặng riêng cho một tài cam hành trình. Cam hành trình thì tính em Hà lắp. Đấy, còn điều hòa đang được tặng sẵn này, ghế hơi, kính điện, khóa điện đủ hết nhá. Để bác tài nào quan tâm đến xe này gọi cho em Hà 0383 368 978 và em Hà xin chào.